cả nhà. Là mình bệnh dữ quá nên mình không có làm video đâu nha, biết cả nhà xem được á. Bên này ở cái tiểu bang này nó lạnh lắm, thời tiết khí hậu cả mùa đông là mình bị phổi nó yếu, mình ho đủ trứng á. Đó, mình có mua thì mệt quá nên nghe đồn là mua yến như chân ăn nó tốt á. Mình bệnh nhiều lắm nè, mình lại nằm liệt giường luôn, anh tưởng mình chết không á. Giờ thuốc bổ ăn thịt bò với yến rồi mình chân lên đây, hộp yến một là nó mấy hộp mấy cục như vậy nè, bây giờ mình chân là nó mình ăn được 4-5 ngày rồi mà nó đỡ, nó khỏe khỏi mình lắm luôn. Tối ngủ nó mát lắm mọi người, mát giống như một nguồn suối mà nó ở trong người mình đi đó, ngủ ngon lắm. Mấy bữa mình uống thuốc kháng sinh nó nặng mạnh quá đó, gặp mình cho đi sống lại luôn á. Bệnh là sức khỏe nó quan trọng nhất nha mọi người, phải giữ gìn sức khỏe thấy không. Nhà mình bệnh thuốc quá trời thuốc, đâu đâu cũng thuốc. Mình chân mình ăn đây mọi người ơi, là nhiều là phải là phải tắm bổ thôi. Đây mình đã cho một cái tô mình chân tắm bổ thôi. Mấy bữa nay là đỡ nè, ăn uống được, ngồi trên bàn ăn suốt ăn từ đầu nuôi ăn suốt thuốc suốt thì nó lại sức á, tại mình đi làm nhiều quá mình không ăn uống mà nhiều sức khỏe đây á. Ngồi bàn ăn suốt nấu đủ món, ngồi ăn ăn miếng ăn miếng rồi đó. Đây cái tổ yến nè, cái phân đập đập ở đây. Nhà buồn lắm vì nó mới bỏ bệnh nằm liệt giường nên không có quay video, bữa nay buồn buồn hay lo chồng buồn buồn ấy. nhớ nói chứ mình cũng nghiện cái quay video nha. Cái đó là mình muốn quay về cái cuộc sống của mình hàng ngày và ẩm thực gì đó để kỷ niệm sau này thôi, chứ không phải là mình làm để mình kênh kiếm tiền hay gì nha mọi người. Chỉ là muốn cái một cái kỷ niệm gia đình nhà mình ở sau này là có một kỷ niệm vậy đó. Đó, mình thích vậy đó, mình muốn vậy đó. Mình không quay mấy bữa là mình nhớ à. Nhớ quay tiếp đây nó nè. Nhà mình chế nước vô mình ngâm. Nó làm sạch hết rồi. Bên nó bán 300 đô á, 300 đồng một bạn. Sống đó nha, ăn uống cũng quan trọng, mình ăn thêm cái này này khỏi tối nó mát lắm, nó bằng phổi thật. Không mà yến thiệt nha mọi người, người đó họ bán cho mình ở cái chỗ chợ Việt Nam á, bán họ bảo là uống thiệt, không có pha mũ trơm hay là bọt gì hết. Giờ mình chân ha, sau khi mình chân cục gì mình chân nó ra như thế này nha mọi người. Chân mình phải khóa cái bịch này ha. Mình nhớ người anh ơi, mấy bữa nay bệnh quá nằm liệt giường, tưởng đâu chết không, trăn trối với chồng con không á. Bây giờ mình chân nè, mình lấy ra nha, năm mình lấy rồi, bây giờ mình chân á, nắng quá mọi người. Để cái nồi đây mình chân tiếp, mình ăn tiếp. Bên bàn của mình là mình bỏ đồ ăn bát nhé, này nè, thuốc ho nè, khỏi yếu lắm. Ho giờ trời đang lạnh quá ra thì nó giật mình bánh chanh liền. Cái tô thịt ho nãy mình ăn còn đang luộc rồi, nó ấy ba ăn. Ủa đây mà nhớ đợt nó lỡ xe hư giật được rồi, rồi điện cho ai?
ta điện không nghe máy là ngày mà không nghe máy nữa là tịch thu luôn á. Không biết tin tức thì mà bấm lên nghe xong rồi tắt rồi còn nghe lại nó mất đó chồng. Chồng mình đi làm mà không đem cái điện thoại theo. Bao nhiêu lần đem điện thoại theo mà điện không nghe máy nha mọi người. Bao nhiêu lần vậy mình tức cũng quan kia tịch thu luôn không cho ông đem theo. Bữa nay ông đem nè, ông hứa nè, ông hứa mình quay vô đàng hoàng là ông phải nghe máy nè, giờ bất cứ thế nào ông phải nghe đúng không mọi người. Sắm điện thoại là để liên hệ với vợ con, mắc gì không nghe. Mình đang bệnh nữa, mình đang ở nhà có việc nữa. Điện có việc cần không nghe máy tức không? Đó, nói lần cuối á, không nghe máy nữa là việc có chuyện với vợ đó. Thôi luôn đó. Đây nó là mình chân ra này, nó về này, một cục nó vậy là về mọi người. Nó không có phải mút trơm đâu nha. Nó con sò vậy đó. Giờ mình mút ra mình ăn nha mọi người. Bệnh rồi. Mình lấy chân giấy nha. Ngon bán gần rồi. Em đã sống mọi người. Sống lại làm việc. Hốc hác không? Mắt có mấy đêm không ngủ, không ăn ngủ, ăn ra ối vô. Bây giờ mắt nó đen luôn mọi người. Thằng sắp phi ớn không? Không, bỏ gần rồi. Quên bảo gần mấy bữa bảo gần sáng chân quá. Bảo gần ngon. Nhưng thiệt nó có cộng cộng nhé. Mình ở nhà nha. Bệnh nha mọi người. Đây là vì quay video và nói chuyện được là mừng lắm rồi. Tưởng chết không? Ốm xuống ký luôn ha cả nhà. Sorry nha. Nó ốm xuống ký nha. Ăn vô ăn là quan trọng. Cam hột đỏ đó không đâu được đâu. Hấp được con miếng nữa. Nhà nó đó mà bằng đêm mình khỏe ra ngủ được đó. Đây, cái bánh chuối nhà bạn mình đó làm chung với mình, nó thấy mình bệnh nó nấu nào cháo nào là súp đủ thứ món như bánh chuối nó nướng cho mình mà cả nhà ăn nha. Mình lấy ăn cũng chưa thấy ngon. Điều án ăn là uống thuốc cho nó vượt qua cái bệnh không. Ăn cũng chưa thấy ngon. Khi mà bệnh ra mình có tưởng tượng là thà mình chết sướng hơn bệnh nha mọi người. Nó mệt lắm. Mà uống thuốc nó giật mình, ối là nó xuống mà không ngủ, không ăn uống gì được luôn á. Đi bệnh viện cấp cứu luôn á. Bệnh viện emergency luôn. Hôm đó nó thử nó test mình. Không có vết, không thận, không gan. Không bị tim, không gì hết, chỉ có bị phổi. Cái lá phổi nó quan trọng nhất là bị phổi, bó tay. Mình cũng coi chứng bệnh đó hồi nhỏ giờ ở Việt Nam. Một năm tới là lặng mà ho uống thuốc suốt.
Nên giờ mình mới biết mình qua đây á, mình mùa đông lạnh quá, mình quyết định mình chuyển sang từ băng nắng á. Qua đây đây mình ở nha. Có người lạnh quá mình chết sớm luôn. Ở nhà không? Bệnh xuống đồ ăn cấp nhập trên bàn ăn không được. Bên cạnh là chuối mới rào ăn ngon rồi. Ăn cái gì mà ăn mất thâm thương luôn. Ăn sớt ngon lắm nổi. Mấy cái hộp gì đây ăn cũng ngon lắm. Không nổi luôn. Tắt vào con. Bệnh là ăn món này nè mọi người. Bán trắng trộn ship Việt Nam qua luôn nha. Mười mấy đồng đặt tính tiền ship quá luôn. Cả tiệm mình nó ship nó hùm nhau. Nó ship là mấy chục pha, mấy chục ký đem qua. Cay lắm, ăn không nổi, bỏ luôn. Con mình ăn bạn cầm ăn vô thôi. Trời thương cho sức khỏe là quan trọng nhất nha. Vitamin C, zinc không uống nổi luôn. Chua vitamin D hàng cao cấp luôn nha. Vitamin D ở các cơ bán mình mấy chục chai lận. Dạ ăn yến là tốt nhất là mọi người. Sữa nên xua nữa nè. Nhà sữa hôm nay mình nhà sữa vô yến nè. Nhiều không ăn. Thuốc không bằng đâu nha. Nói mọi người nó dính cực tóc của mình nè. Vui lắm. Cái này là mình review sơ mọi người xem nha. Được vừa rồi mình nhờ chị mình bên Việt Nam, người bà con, người thân bà anh gửi qua nhiều đồ lắm. Trong đó có chai mật ong. Mà mấy mật ong này là mấy người dân tộc mà. Họ đem trên núi xuống mà bán á. Mình đi dọc đường mình thấy nó xách vô xô mà có cái mật ong trong đó. Người thân mình thấy thì tưởng nó mật ong thiệt. Tại nó đỡ trong cái nó ma giáo lắm, cũng như người ta làm cách làm của họ dân tộc chứ bây giờ họ cũng không. Họ đổ mật đổ đường gì vô không biết. Đổ vô trong cái tỏi ong á. Thì nhà mình thấy tưởng ong thiệt, mua vừa đổ trong lọ gửi qua cho mình. Có đóng tem nào vậy á, cái chỗ nó gửi nó đóng tem vậy thôi chứ thiệt ra chai không. Nhờ qua nó đông đá, nó đông đường nè mọi người. Ra cục đường luôn. Ra cục đường luôn nha. Đây mình cho mình đỡ một năm nay á, mình lấy ra hôm qua hôm kia mình bệnh mình lấy ra đỡ mình ăn với mật ong với gừng á, nó ra cục đường như luôn, nó ra đường một cái cát này nè, có phải pha đường không? Giờ không biết đâu, giả thiệt ha. Nói cho vui mọi người thôi, cái này cũng có nhiêu quen biết thì nó đỡ dễ này nọ con. Đường nó bán cái gì dân tộc nó bán rồi nó cuối cùng bị lầm. Chứ bây giờ tiền đâu mà ông thiệt mọi người ha. Mình uống hết chứ hết. Dùng chân bằng dục luôn. Nhà dùng chân rửa cho rửa chén qua này.
Video của clip ngắn đến đây là hết nha cả nhà. Mình làm chủ yếu là kỷ niệm lâu về sau này đó, chứ không có ý kinh doanh hay tiền bạc gì hết, kỷ niệm lâu lại thôi. Uống cũng nổi mất thăm đi ăn thế không, thức mấy đêm không ngủ được, bệnh mua chó thì xong lại đi ăn thăm luôn. Bye bye, chào tạm biệt mọi người nha.